Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là cái sản phẩm bạc ta khắc tên theo yêu cầu. Cái sản phẩm khắc tên thì nó rất là độc đáo. Nó có thể khắc được tên của mình nhé, hoặc là thông tin về ngày tháng năm sinh. Đấy, hoặc thậm chí là số điện thoại cũng được nhé. Thì bên nhà mình là mình chuyên bạc ta và mình nhận làm khắc tên theo yêu cầu. Đấy, cả người lớn và trẻ nhỏ là mình đều có nhận làm hết nhé. Anh chị em nào mình có nhu cầu ấy, thì mình có thể là inbox cho shop nhé, shop sẽ tư vấn gửi mẫu cho mọi người xem nhé, có rất là nhiều mẫu ạ. Đó thì đây là một cái sản phẩm mình làm cho một bạn trai nhé, bạn ấy tặng em gái bạn ấy. Đó thì với cái sản phẩm khắc tên này mình có thể làm để mình tặng nhé, đấy tặng người thân nhà mình này, đấy tặng con cháu nhà mình này, hoặc là mình tặng người yêu nhé, đấy, tặng vợ đều phù hợp hết. Đó thì đây là một cái mẫu sản phẩm rất là độc đáo và đẹp, và bên nhà mình thì mình chuyên bạc ta nhé, bạc ta hàng chuẩn, đấy hàng đẹp. Anh chị em có nhu cầu cần tư vấn thì liên hệ shop nhé. Cảm ơn mọi người.